Và bây giờ thì con hãy cùng mẹ làm cái việc này, cùng bố làm cái việc này, và lát nữa là tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành thời gian để xem TV cùng nhau với những cái chương trình mà con cũng thích và bố mẹ cũng thích, được không nào? Đó, đơn giản là chúng ta hãy ghi nhận cảm xúc của con. Có rất nhiều những cái điều mà bố mẹ kêu ca về cái việc con xem điện thoại, con thích chơi game. Nhưng thực sự chúng ta đã dành thời gian để kiểm soát những cái điều đó chưa ạ? Không cần phải chuyển TV đến nhà cô anh, cũng không cần phải chuyển điện thoại đến nhà cô anh. Chúng ta vẫn giữ ở nhà của chúng ta, nhưng chúng ta phải có kế hoạch. Bởi vì chúng ta cũng không thể cấm hoàn toàn các con trong thời đại 4.0 này. Cái việc mà các con tiếp xúc với công nghệ cũng là một cái cơ hội để các con phát triển. Bởi vì nhanh thôi, bây giờ là thế hệ của màn hình rồi. Chúng ta nếu không cho các con tiếp cận thì đấy cũng là một cái thiếu sót của bố mẹ. Nhưng cái việc chúng ta cho các con tiếp cận như thế nào, với một cái thời gian ra sao, với những cái nội dung như thế nào, đấy lại là cái việc của người lớn. Còn chúng ta đừng đổ lỗi cho các con là con thích xem TV, con thích xem điện thoại, con thích chơi game. Đó chỉ là những cái lý do để chúng ta bao biện cho chính mình thôi ạ. Bởi chúng ta chưa đặt thời gian ra để đưa ra những nguyên tắc cho các con là một ngày chúng ta sẽ tiếp cận với TV bao nhiêu thời gian và nội dung các con xem là gì. Chúng ta đã dành cái thời gian để làm cái điều đó hay chưa, hay là vì là đôi khi là bận rộn với công việc, hay là vì những cái việc cá nhân của chúng ta mà chúng ta đưa cho con một cái iPad, đưa cho con một cái điện thoại, bật cho con xem một cái chương trình TV và chúng ta bảo con làm cái điều đó đi. Hãy để cho bố mẹ một cái khoảng riêng tư để bố mẹ làm những việc cá nhân của bố mẹ. Và sau đó thì con lại đam mê với cái điều đó, bởi chính những cái mà bố mẹ giao cho làm những cái việc như vậy, nhưng bố mẹ lại phán xét con là con đam mê điện thoại, con thích TV, con thích chơi game, đúng không ạ? Chúng ta hãy nhìn thẳng vào cái sự thật xem là chúng ta đã đang làm gì vậy. Và với tất cả những cái việc là con không thích ăn món này, con không thích ăn món kia, con thích đồ chơi này, con thích mặc đồ này, chúng ta đã thực sự hiểu cái cảm xúc lúc đó của trẻ chưa? Con thích mặc cái áo này chỉ bởi vì là con thích siêu nhân, đúng không ạ? Con không cần biết, con không cần quan tâm, bởi vì con cũng chưa đủ kiến thức để con biết là cái áo này nó dày, nó không phù hợp với thời tiết của mùa hè. Con chỉ cần biết là con thích siêu nhân, con thích Elsa. Vậy bố mẹ chỉ đơn giản hãy ghi nhận cảm xúc của con. Mẹ biết là con rất thích mặc cái áo này bởi vì nó có siêu nhân, đúng không? Ngày xưa bố cũng thế, bố cũng rất là thích siêu nhân đấy, đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay thời tiết có vẻ như nắng hơn ngày hôm qua, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta mặc cái áo này thì con sẽ toát mồ hôi này, con sẽ rất là dễ ốm, đúng không ạ? Và nếu như có những đứa trẻ nó vẫn không hợp tác với chúng ta thì chúng ta hãy cho con đi cơ hội để con trải nghiệm đi ạ. Bởi vì khi mà con được trải nghiệm cái điều đó thì con mới có được cái cảm xúc, con mới có được những cái kiến thức từ cái sự trải nghiệm của chính mình. Và con đã lựa chọn thì con phải chấp nhận. Và chúng ta nên dạy con trở thành những chú đại bàng, đừng dạy con trở thành những chú gà công nghiệp, đúng không ạ? Và hãy tập trung và giải quyết vấn đề đó, đừng có làm sang cái điều khác. Con đang muốn chơi với mẹ thì lại nói với con rằng con đi ra chơi với bố đi, mẹ đang bận lắm, đúng không ạ? Đó thì lại không phải là tập trung và giải quyết vấn đề rồi, mà chúng ta hãy, mẹ biết là con rất là thích chơi với mẹ, đúng không ạ? Mẹ cũng rất là yêu con và thích chơi với con. Và bây giờ mẹ đang phải có một cái công việc rất là quan trọng. Vậy thì bây giờ con hãy ngồi con vẽ cho mẹ một bức tranh này, con chơi một cái đồ chơi này, hoặc là con làm một cái điều này. Và lát nữa khi xong việc, mẹ sẽ chơi cùng với con nhé. Đó, đấy là một cái công thức rất đơn giản để cha mẹ, để quý thầy cô và để chúng ta có thể chinh phục sự hợp tác của con. Và bố mẹ biết không, khi COVID xảy ra, khi những cái điều bất như ý đến với chúng ta thì chúng ta đã vô tình mang đến cho con những cái điều tiêu cực, chưa biết cách hợp tác với chúng con, các con, và chúng ta đã
đâu đó đánh mất đi niềm tin của các con. Vậy thì để cùng con vượt qua mùa Covid thì chúng ta cần phải đồng hành cùng con xây dựng lại cái niềm tin ở nơi con để có thể giúp con vượt qua mùa Covid một cách tốt nhất. Đấy là chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và khích lệ con. Bởi vì bản thân con đã có rất là nhiều những cái tổn thương, rất là nhiều những cái cảm xúc tiêu cực từ cái việc là không được giải phóng năng lượng của mình ở trường học, ở các khu vui chơi, ở những cái hành lang, ở những cái bạn hàng xóm cùng chơi, cùng đạp xe, cùng chơi trốn tìm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng cái cảm xúc của con và hãy khích lệ con hàng ngày đi ạ. Bởi vì trẻ con lớn lên bằng những cái điều chúng ta khen ngợi đấy, quý thầy cô ạ. Mỗi lần khen ngợi là mỗi lần trái tim của các con cảm thấy là hân hoan rất là nhiều, cảm thấy là vui vẻ và cảm thấy mình được ghi nhận và thích có sự cố gắng hơn rất là nhiều qua những cái điều đó. Và chúng ta hãy thấu hiểu và cảm thông cho các con. Khi các con xảy ra những cái điều đó, hãy ngồi xuống để lắng nghe các con nhiều hơn để chúng ta có sự thấu hiểu đó. Và hãy ghi nhận và tạo động lực cho các con. Hãy đồng hành và ủng hộ các con. Và hãy dành thời gian chất lượng cho các con nhiều hơn. Bao nhiêu trong số bố mẹ ở đây nói rằng tôi luôn luôn dành thời gian cho con. Tôi luôn luôn dành thời gian cho con. Bởi vì 24/7 là tôi ở nhà với con mà. Đó là tôi đã dành thời gian cho con rồi. Nhưng thời gian chất lượng là như nào ạ? Các anh chị hãy bỏ hết điện thoại đi, bỏ hết công việc đi, bỏ hết iPad, bỏ hết TV đi để ngồi cùng với con, để lắng nghe những điều con chia sẻ, cảm xúc của con hôm nay như thế nào, con muốn làm điều gì, con muốn chơi điều gì và con muốn bố chơi với con điều gì bây giờ, con muốn mẹ làm cái gì với con bây giờ, đúng không ạ? Có rất là nhiều những cái video rất là vui và mà bố trông con, đúng không ạ? Buộc con vào một cái dây, sau đó là bố vẫn tay cầm điện thoại và con thì không vượt qua cái tầm kiểm soát của bố, nhưng mà thời gian đó đã là chất lượng chưa? Và mẹ cũng thế, đúng không ạ? Mẹ cũng ngồi chơi với con nhưng mà mẹ vẫn tay cầm điện thoại hoặc là xem TV, thì đó cũng chưa phải là thời gian chất lượng. Và nhóm mầm non chúng tôi kêu gọi bố mẹ hãy dành thời gian chất lượng cho con, dù ít thôi, dù nửa tiếng một tiếng thôi, chúng ta hãy đành để điện thoại của mình xuống. Hãy tắt TV của mình đi, hãy rời công việc của mình đi để chúng ta dành thời gian thực sự chất lượng cho con, thấu hiểu con, lắng nghe con và chơi cùng với con giống như một người bạn, đúng không ạ? Và hãy dành những ngôn từ yêu thương cho con thay vì những điều tiêu cực đi ạ. Bởi vì chúng ta biết rằng cái thời gian từ 0 đến 6 tuổi là cái khoảng thời gian mà các con trưởng thành về cả tri thức, về cả những cái điều nhân cách rất là nhiều. Nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của các con và nó sẽ đi theo con đến suốt cuộc đời. Hãy dành cho con những cử chỉ âu yếm đi ạ. Bởi vì các con lớn nhanh lắm. Vào cấp 2, vào cấp 3, thậm chí là cấp 1 thôi. Chúng ta muốn ôm con vào lòng, chúng ta muốn thơm con một cái. Chúng ta muốn vuốt ve con, chúng ta muốn chụp một tấm ảnh với con thôi cũng sẽ rất khó, quý thầy cô ạ và bố mẹ. Vậy nên khi chúng ta còn có thể làm những cái điều tuyệt vời như thế này thì chúng ta hãy dành thời gian cho con đi. Hãy dùng ngôn từ yêu thương đi, hãy dành những cử chỉ âu yếm đi, hãy đồng hành và ủng hộ con đi ạ. Đó là những cái điều, những cái thông điệp mà nhóm mầm non muốn gửi đến quý cô cũng như là bố mẹ để chúng ta có được một cái tuổi thơ tuyệt vời. Bởi vì trường học thì đóng cửa nhưng các con thì không ngừng lớn lên. Hãy cùng con vượt qua mùa dịch, hãy cùng con tạo ra một cái tuổi thơ hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn bố mẹ rất là nhiều và chắc chắn là khi đưa ra những cái điều trăn trở, khi đưa ra những cái giải pháp thì chắc chắn ở trong nhóm mầm non cũng có những cái giải pháp tuyệt vời sẽ gửi đến quý thầy cô cũng như là bố mẹ ngày hôm nay. Và xin kính mời cô Lê Bích Hồng sẽ tiếp tục
Cô Bích Hồng bật mic lên ạ. Vâng ạ. Cảm ơn cô Lê Thơm. Chương trình vẫn còn rất là thú vị, bởi vì chúng tôi còn rất nhiều những giải pháp mà với vai trò là những cô giáo mầm non, chúng tôi sẽ chia sẻ với bố mẹ trong thời gian tiếp sau của chương trình. Vậy thì trong buổi ngày hôm nay, trong phòng Zoom đặc biệt này, không chỉ có sự xuất hiện của quý cha mẹ đâu ạ. Ở đây bao nhiêu các thầy cô ở đây là giáo viên mầm non, chúng mình có thể giơ biểu tượng cánh tay vàng để chúng mình chào nhau, để chúng mình dám nhận một cái lời cam kết để hỗ trợ và đồng hành cùng phụ huynh, cùng với Startup Education, đặc biệt trong mùa dịch này. Nào, chúng ta hãy giơ cánh tay vàng lên ạ. Chúng tôi rất muốn nhìn thấy cánh tay vàng của những thầy cô ở đây. Ai đang là giáo viên thì chúng ta hãy giơ những cánh tay vàng lên được không ạ? Và vâng, chúng ta hãy gửi cho nhau những lời chào buổi sáng. Và ngay sau đây, cô Mai Nga ơi, chúng tôi đang chờ cô gửi những thông điệp tới giáo viên mầm non trong một mùa COVID của tuổi thơ đấy ạ. Vâng ạ, xin kính chào thầy Nguyễn Công Thái ạ, cùng toàn thể các quý thầy cô và các quý vị phụ huynh đang có mặt tại phòng Zoom sáng ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành, biết ơn chân thành nhất với tấm lòng và tình yêu thương vô vàn của thầy dành cho nền giáo dục mầm non, đặc biệt là sự xót xa vô bờ của thầy đối với hàng nghìn giáo viên mầm non ạ, nhất là trong bối cảnh đại dịch ập đến như hiện nay ạ. Vâng ạ, như các bạn đã biết thì đại dịch đã mang đến bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu hệ lụy cho hầu hết các ngành nghề, mà nghề giáo viên mầm non thì đã khó lại càng thêm khó. Muôn vàn khó khăn vất vả trong nghề khi chưa dịch bệnh thì đã hiện hữu rồi. Cùng làm việc, cùng chung sống với những em bé mang trên vai một trọng trách vô cùng to lớn ạ, đó là ươm mầm. Những em bé nhỏ xíu lần đầu tiên xa ông bà, cha mẹ với tâm trạng bỡ ngỡ, lạ lẫm và lo sợ. Các mầm xanh non nớt ấy, mong manh ấy đã được sự che chở, yêu thương của các cô giáo mầm non rất là tuyệt vời ạ. Và để có được những nụ cười trẻ thơ hạnh phúc như thế thì các cô giáo mầm non đã phải vượt qua vô vàn sóng gió, bao hy sinh âm thầm, bao vất vả chịu đựng mà chỉ có những người trong nghề mới có thể thấu cảm được ạ. Nhưng các bạn ơi, dù có yêu trẻ thơ vô vàn tâm huyết với nghề như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu dịch bệnh kéo dài mãi như vậy thì các cô giáo mầm non của chúng ta, trong đó có rất nhiều các chủ trường, hiệu trưởng đã xây dựng nên các môi trường hạnh phúc cho các em bé trước đây, sẽ phải bỏ nghề mất ạ. Bởi họ cũng cần phải kiếm kế sinh nhai để tồn tại, đúng không ạ? Vậy liệu đến khi hậu COVID mọi hoạt động được trở lại bình thường thì sẽ như thế nào ạ? Vâng ạ, hậu quả sẽ mang đến cho ngành mầm non chắc chắn sẽ xảy ra, và cái sự quá tải chắc chắn sẽ có ạ, đúng không ạ? Vì hàng loạt các trường tư thục đã phải đóng cửa, vậy các em bé mầm non sẽ ra sao ạ? Sự phát triển của các con sẽ chậm lại, đúng không ạ? Vậy thầy Nguyễn Công Thái là người đã chăn trở đến điều này từ đầu mùa dịch đến giờ, đúng, và 4 tháng nay chúng tôi đã cùng chung với sự lo lắng đó. Chúng tôi mong muốn được góp sức lực nhỏ bé của mình để cùng thầy kiến tạo nên những chương trình đặc biệt dành riêng cho giáo viên mầm non ạ. Và chương trình được mang tên là Giáo viên mầm non, hành trình thay đổi và hạnh phúc. Trong 3 tháng nay chúng tôi đã cùng thầy hành động với những buổi học, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các kiến thức với những tinh thần trao đi giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần cho các cô giáo mầm non. Và chúng tôi thực sự đã rất hạnh phúc khi những sẻ chia của mình được đón nhận, và quan trọng nhất là giữ được tinh thần lạc quan cho giáo viên mầm non. Các cô rất là tuyệt vời ạ, khi luôn luôn khát khao học hỏi các kiến thức, kỹ năng mới để có thể sẵn sàng quay trở lại với các em bé khi đại dịch qua đi. Và có lẽ đây là một năm học vô cùng đặc biệt, một khai giảng lần đầu tiên không có hoa, không có cờ, không có thầy cô và các con được gặp mặt. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình, cùng hát vang lên những lời ca tiếng hát để lưu lại kỷ niệm một thời COVID ạ.
là một bài hát rất là xúc động và giai điệu là đây là một bài hát có một giai điệu huyền thoại của một một bài hát huyền thoại vang lên trong những buổi khai giảng đầu năm học mới trước đây. Nhưng năm nay thì với khai giảng đặc biệt thì bài hát ngày đầu tiên đi học như bình thường đã trở thành ngày đầu tiên khai giảng rất đặc biệt và đem lại nhiều suy nghĩ, đúng không ạ? Vậy ở trong phòng Zoom ngày hôm nay thì các giáo viên mầm non cũng đã hiện diện rất là nhiều. Các cô giáo mầm non ơi, chúng ta hãy cùng giơ những cánh tay của mình lên nào. Và sau đây thì tôi cũng có thể xin một vài lời cảm nhận của một cô giáo mầm non về quá trình học tập và thay đổi của mình như thế nào trong 4 tháng qua được không ạ? Dạ, vâng ạ. Tôi xin mời cô Mai Liên được không ạ? Dạ, em xin chào tất cả các em xin chào thầy Trà Thái ạ. Em xin chào tất cả các anh các chị em ở trong chương trình Dương Sáng ngày hôm nay. Thật sự là khi mà xem xong cái video vừa rồi, một cái cảm xúc mà nó như được thôi thúc ở bên trong của mình sau bất cứ một lần nào khi mà em nghe cái bài hát này. Em xin giới thiệu là em là một người chủ trường ạ, chủ trường mầm non, cũng với một cái ước mơ đó là xây dựng một cái ngôi trường mầm non hạnh phúc, ở đó các con vui vẻ, cô giáo hạnh phúc và có đặc biệt đó là cha mẹ là những người bạn. Tuy nhiên là đối với bản thân em, khi mà nói với mọi người á, tất cả trong mọi khi mà em gặp phụ huynh hoặc là bất cứ, em chưa bao giờ em nghĩ em là một người chủ trường, mà em vẫn luôn luôn em nghĩ rằng là em là một cô giáo mầm non. Và đến khi mà em vào SE, em vào học những lớp app, thì 2 tháng đồng hành cùng với làm leader ở bên lớp app, thì đến khi mà thầy Thái nhá, và thầy Thái tổ chức ra cái bên khóa khối mầm non này á, thì đến thời điểm này bản thân em là đã là 3 tháng đồng hành với cả các chuyên gia, các cô giáo ở đây ạ. Và bản thân em thì là cũng bởi vì là quá yêu và cũng được đánh thức cái tình yêu ở trong mình, cho nên rằng là 3 tháng em cũng đắm chìm vào, cũng là một cô giáo mầm non, cũng phụng sự các con, phụng sự phụ huynh hết mình luôn ạ. Thế thì hôm nay em cũng phải rất là biết ơn ban tổ chức được cho em được cái phát biểu, cái cảm nhận của mình sau 3 cái tháng mà được đồng hành với khối mầm non đúng với cái ngành của mình. Thì em phải xin thú thật và em cũng xin thưa rằng là với 14 năm tuổi nghề của em thì em thấy rằng là các con của chúng ta đúng là nó quá khổ. Chứ không phải là làm mầm non, không phải là trẻ con là nó sướng đâu ạ. Nó quá khổ. Và đặc biệt là trong cái thời gian Covid như thế này, nó còn khổ hơn rất nhiều. Nhiều khi bố mẹ chúng ta lại cứ nghĩ rằng là các con, bố mẹ phải đi làm nhiều, bố mẹ khổ, bố mẹ vất vả. Nhưng thực ra là trẻ con nó khổ vô cùng. Và đến bản thân em cũng là giáo viên mầm non, và em cũng phải xin thú thực là em đã có phải đã đến 7 năm là một cái đế chế áp bức và đứng ở trên tầng các con và khiến cho các con có cái nỗi khổ như vậy. Và chỉ khi mà mình nhận ra vấn đề và mình bước trên cái hành trình phát triển bản thân của mình nâng cao những cái giá trị của mình, thì bắt đầu đây chính là cái con đường mà em nghĩ rằng là đây là cái hành trình mà em đánh thức cái vai trò, cái nhiệm vụ của cha mẹ, của thầy cô đối với các em học sinh. Chính vì thế cho nên rằng là em cảm thấy biết ơn vô cùng khi mà em bắt đầu em được tham gia vào SE. Và cái niềm vui của em á, em đạt được trong những cái tháng, đặc biệt là những cái tháng dịch này, cái niềm vui to lớn nhất chính là em đã giúp được cho 50% các cô giáo ở trong trường của mình vào học lớp áp. Và đến khi mà gặp được lớp giáo viên hành trình chuyển đổi thì phải nói rằng là cái ước mơ của em đầu tiên đó là đánh thức được trái tim của các cô giáo là đã được hoàn thành.
Và đến cái giai đoạn 2 của em ở đây, đó là đánh thức cái vai trò, làm tròn cái vai trò của người cha, người mẹ. Đó, và em cũng rất là mong muốn tiếp tục được đồng hành với các cô giáo, đặc biệt là các chuyên gia để mình làm tròn cái nhiệm vụ đó. Thế thì trong cái thời gian mà em tham gia cái lớp học giáo viên hành trình chuyển đổi, em phải nói rằng là với 3 tháng thôi nhưng mà các chuyên gia của chúng ta là cũng quá là vất vả. Nếu như không vì yêu á, không vì yêu và không vì tâm huyết ý, thì chắc chắn là không bao giờ các chuyên gia, các cô giáo mầm non cũng vậy ạ. Không vì yêu thì cũng không dạy, mà không vì yêu chúng ta cũng không bao giờ đồng hành được như thế này. Bởi vì nó có quá nhiều khó khăn. Với vai trò là người cũng làm việc trực tiếp với các con, với các phụ huynh. Các con thì làm sao ạ? Các con mầm non thì học online, mà thậm chí đến tận bây giờ nhà ở Bộ Giáo dục vẫn là có chủ trương là không dạy online. Nhưng mà thực sự em phải thấy rằng là đây SE và cái nhóm giáo viên các chuyên gia đang làm đây ạ. Em phải nói là đi đầu trong cái việc dạy online cho các con mầm non. Online nhưng mà các con nó thích vô cùng luôn. Đó. Và em được nhận từ những cái phản hồi từ phụ huynh và chính con của mình nữa. Và cái việc thứ hai nữa khó khăn là gì ạ? Khó khăn là các bậc phụ huynh của chúng ta hầu như là đa số là vẫn còn đang mải miết với công việc lắm, vẫn chưa hiểu con nhiều đâu ạ. Chính vì thế cho nên rằng là cho con học thì cũng rất là nhiều những phàn nàn, những chỉ trích. Nhưng mà nói thật, bởi vì yêu, bởi vì quá là bởi vì các con, cho nên rằng là tất cả những cái điều đó các chuyên gia cũng như là các cô giáo mầm non chúng em đón nhận hết. Và chúng em nghĩ rằng là đội đang xử lý rất là tốt với cùng nhau với một cái nhiệm vụ, đó là cùng nhau giúp cho các bậc phụ huynh thấu hiểu và kiên trì với các con nhiều hơn nữa. Đó. Và một cái nữa đó là em thấy rằng là các cô còn phải vất vả đi kêu gọi từng chủ trường một, từng chủ trường một để cùng nhau nắm tay nhau, hiểu được cái việc mà SE đang làm, đang cộng đồng đang làm, để cùng nhau nắm tay nhau để mà có những cái chương trình hỗ trợ cho các con những ngày như thế này. Thế thì đóng vai là một người giáo viên nữa, em thấy rằng là khi mà tham gia một cái lớp học giáo viên hành trình chuyển đổi á, bởi vì bản thân em là khi mà em giới thiệu cho giáo viên của mình học bất cứ cái gì thì kiểu gì kiểu em phải nhúng chân nhúng tay vào em học trước. Đó, thì khi mà em đội mũ là một người giáo viên, em thấy rằng là không phải là các cô chỉ dạy mỗi kiến thức, các cô không dạy mỗi kiến thức, các cô không dạy phương pháp đâu, mà đúng là các cô đang đánh thức cái tình yêu của các cô giáo, cái tình yêu đối với nghề, cái sứ mệnh, cái vai trò của mình đối với nghề, đối với các con. Đó. Và hơn ai hết, em nhìn thấy rõ rệt các cô giáo của em thay đổi vô cùng tận luôn. Các cô từ những cái giai đoạn mà trời ơi nói mãi, rất lười tương tác với phụ huynh. Nhưng bây giờ các cô là những cái người mà chủ động gọi điện, hỏi thăm, mở Zoom để tương tác với các con. Có tuyệt vời không ạ? Và bây giờ là các cô cũng đắm chìm trong các lớp học, đặc biệt là các lớp học mà SE tổ chức ra. Thật sự là trong khi các trường cạnh, các bạn ấy vẫn còn ra thì các cô giáo vẫn còn trăn trở rất nhiều về cuộc sống, về lo toan các thứ. Nhưng em thấy là đối với giáo viên của trường mình thì các cô lo đi tìm đi học các lớp học nhiều hơn là những cái suy nghĩ, những cái điều tiêu cực trước đó. Đó, vậy là em nghĩ rằng đây là một cái chiến lợi phẩm rất là lớn đối với em thu nhận được trong cái kỳ dịch này. Và một cái nhiệm vụ rất lớn nữa trong thời gian tới, đó là chúng em chỉ cần bắt tay nhau để giúp cho các bậc phụ huynh, họ đồng hành với mình, họ yêu thương, họ hiểu các con nhiều hơn nữa mà thôi. Một cái điều nữa em phải xin ghi nhận ở trong cái lớp học hành trình chuyển đổi vừa rồi nữa, đó là chúng em được trực tiếp được kết nối với rất là nhiều các bậc phụ huynh,
trong toàn quốc thông qua cái lớp học của các con ấy ạ. Thế thành ra là các cô giáo viên mầm non thì tự tin, các cô nhà em tự tin lắm. Và thứ hai nữa đó là được lắng nghe nhiều hơn nữa những cái cảm nhận, cái tâm tư của các bậc phụ huynh và những cái khó khăn. Và đấy chính là cái em nghĩ rằng đấy là cái tệp mà để cho mình trong tương lai, trong thời gian tới sau khi nghỉ dịch, là mình sẽ có những cái cách thức để mình sẽ cùng với cả phụ huynh nhiều hơn nữa đưa ra những cái cách thức để giúp cho các con có được những cái sự thấu hiểu của người lớn, và bố mẹ và các cô sẽ có những cái phương pháp để các con nó sẽ đồng hành với người lớn nhiều hơn. Thì đấy là những cái mà em Liên nhận được trong những cái lớp học vừa qua. Và em Liên nghĩ rằng là không có một cái lý do gì là em Liên sẽ không đồng hành với các cô chuyên gia cả. Dù có bận như thế nào chăng nữa thì cái đây chính là cái nhiệm vụ mà em Liên đặt lên hàng đầu. Và trong cái thời gian này thì em Liên một lần nữa phải nói là em xin biết ơn thầy Thái, là người cũng đã rất là trăn trở và quan tâm đến các cô giáo mầm non, quan tâm đến giáo dục để em có cơ hội được tiếp cận và hoàn thành cái mục tiêu giai đoạn đầu của mình. Và em cũng xin biết ơn đến các cô chuyên gia ở trong đội giáo viên hành trình chuyển đổi để cho em được thực hiện cái ước mơ, cái sứ mệnh của mình và có đồng đội để mà nắm tay cùng các cô đi tiếp cái hành trình của mình. Và qua đây thật sự là được nói ở trên hơn 1.000, em nghĩ rằng là tất cả 1.000 người ở trên Zoom này đều là những bậc làm cha làm mẹ. Em Liên xin góp một cái tiếng nói nhỏ của mình để kêu gọi cái hành động của tất cả các anh các chị. Làm sao chúng ta bận công bận việc thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta đã là vai trò là một người cha, người mẹ, một cái nhiệm vụ mà chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ đi được. Thì chúng ta hãy làm tròn và hãy dành thời gian cho các con của chúng ta. Thật sự là trong cái thời gian vừa rồi, cách đây chỉ có chưa đầy nửa tháng thôi ạ, một cái cú hích nữa đối với em đó là gì ạ? Một em bé hàng xóm ở trong cùng khu, bởi vì bố mẹ cũng quá là áp lực đối với công việc, cũng có thể là do thời gian ở nhà nữa, áp lực về rất nhiều thứ, cho nên là không kiềm chế được nổi với con, oánh con, và oánh đến mức độ bàn tay con nó tím tái. Và đến lần cuối cùng oánh con xong rồi thì con đã ra đi, trên đường đi đến bệnh viện, không thể cứu chữa được, không thể cứu được nổi ạ. Và cái điều đó nó khiến cho bên bản thân em nó có những cái điều mà em suy nghĩ rất là nhiều. Và em nghĩ rằng là cái hành trình của mình sẽ phải đi đến cùng trong cái việc đánh thức cái vai trò của người làm cha, làm mẹ.